Câu chuyện Đời Lính Chiến của tác giả Nguyễn Văn Khôi. Vô tình xem Google bài thơ thương ca của Lê Thị Ý, nên lại nhớ đến bài Tưởng Như Còn Người Yêu do Phạm Duy phổ nhạc. Thi sĩ Lê Thị Ý làm bài thơ này khi đang ở trên Pleiku, nhà thi sĩ gần nhà quàn của lính, khiến thi sĩ thường nhìn được cảnh những người vợ lính tới nhận xác chồng, do đó mới làm ra bản thương ca này. Tôi cũng có ở trong một trung đội pháo binh nằm trong quận Lệ Trung, sát tỉnh Pleiku vài tháng trước khi được giải ngũ vào tháng 6 năm 1966. Chiếc Caribou chở tôi từ phi trường Tân Sơn Nhất ra Pleiku. Hôm đó, chiếc phi cơ chỉ chở có hai người, một thiếu úy pháo binh là tôi và một trung úy bộ binh. Khi chúng tôi tới Pleiku chiều hôm đó, cả phi trường không có lấy một chiếc phi cơ nào khác nữa. Cái phi trường này nằm trên một ngọn đồi mà một bên là vách núi. Phi trường lúc đó hoang vắng đến nạn người. Trời thì se lạnh, tuy không mưa nhưng trên trời đầy mây xám. Những cụm mây đó đang trôi lững lờ, khiến cho ai cũng phải cảm thấy có một nỗi buồn man mác. Biết được cái bài thơ thương ca và nhất là được nghe bài Tưởng Như Còn Người Yêu do Phạm Duy phổ nhạc cùng nhân ngày tháng tư đêm năm nay, năm 2019. Tôi bâng khuâng nhớ đến cuộc đời gian khổ của đời lính chiến. Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình. Là lính chiến, tôi cũng thắc mắc như nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim. Là chiến binh mấy người đi trở lại, mà lỡ mình không về thì thương người vợ chờ. Nên trong thời gian còn là lính chiến, tôi không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng cũng không chết người trai khói lửa mà đau khổ người vợ chờ vô vọng nhiều năm. Nhớ lại những ngày còn là lính chiến trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi ra trường khóa 14 pháo binh Thủ Đức, tôi được đưa về tiểu đoàn 5 pháo binh thuộc sư đoàn 5, quân đoàn 3 trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là chuẩn úy nên tôi sẽ được chỉ định làm sĩ quan tiền sát pháo binh cho một đơn vị bộ binh dù hay thiết giáp nào đó. Vì không thích nghề lính nên đã không tình nguyện vào lính. Nhưng khi đã bị động viên vào Thủ Đức và một khi đã chấp nhận vào lính rồi, thì tôi đã cố hết sức hoàn thành trách nhiệm được giao phó, trách nhiệm của một sĩ quan tiền sát pháo binh. Ngoài mặt trận, mỗi khi đụng độ với tụi Việt Cộng, đạn pháo của tôi luôn luôn nhanh và chính xác, do vậy anh em binh sĩ lúc nào cũng thích tôi. Mấy vị tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng bộ binh nào cũng muốn có thiếu úy Khôi làm sĩ quan tiền sát hoặc sĩ quan liên lạc bên cạnh họ. Vào những năm 1963, năm 1964, năm 1965, các vị như Đại úy Nguyễn Văn Đương, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 33 Biệt Động Quân, đã có thiếu úy Khôi làm sĩ quan tiền sát trong một năm trời ở Tây Ninh. Đại úy Lê Nguyên Vĩ, lúc còn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 9, tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 là chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, và đã tuấn tiết vào thời điểm này. Trung tá Chuyên, trung đoàn trưởng trung đoàn 8 bộ binh, có tôi làm sĩ quan liên lạc khi trung đoàn từ Bình Dương đi giải tỏa Paris Tân Quy, rồi giải tỏa Phú Hòa Đông. Sau này tôi không biết gì thêm về trung tá Chuyên. Đại úy Nguyễn Văn Của, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 8 trong trung đoàn 8 của trung đoàn trưởng Chuyên, tới 30 tháng 4 năm 1975. Là đại tá Của bị đi cải tạo, bị đưa ra Bắc và đã bị chết ngoài đó. Anh em binh sĩ trong trung đoàn cũng rất tin tưởng nơi tôi. Cùng mấy vị hiện nay đang ở bên Mỹ này, cựu đại tá Hồ Sĩ Khải, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 pháo binh, cựu thiếu tá Khổng Năng Hạnh, phó đội trưởng pháo đội B, tiểu đoàn 51 pháo binh, cựu thiếu tá Bửu Hạp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 221 pháo binh. Tôi đã gặp lại đại tá Hồ Sĩ Khải, thiếu tá Khổng Năng Hạnh. Tôi chỉ chưa trực tiếp gặp được thiếu tá Bửu Hạc, nhưng đã được nói chuyện với nhau qua điện thoại.
họ có thể chứng thực những điều tôi nói. Đời lính chiến của tôi chấm dứt vào cuối tháng 6 khi tôi được giải ngũ sau 4 năm thi hành lệnh động viên. Khi tôi và thiếu úy Nguyễn Quang Toàn, hiện đang ở Mỹ, được đại úy Bửu Hạp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 21 pháo binh trên Kon Tum cho giải ngũ trước một tháng, chúng tôi trả quần áo lính để ra về với bộ đồ dân sự, nhưng ra tới sân bay mới được cho biết rằng phải là quân nhân mới được lên phi cơ để về Tân Sơn Nhất. Thế là chúng tôi lại phải về tiểu đoàn xin lại hai bộ đồ số 2, bộ quần áo kaki mặc vào rồi mới trở ra sân bay. Đây đúng là cái điềm báo trước là chúng tôi sẽ còn phải mặc quần áo lính một lần nữa. Giải ngũ được hơn một năm thì biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 xảy ra, khiến miền Nam Việt Nam phải tổng động viên và chúng tôi phải tái ngũ. Tái ngũ rồi, tôi xin và được biệt phái ngoại ngạch về trường trung học Nguyễn Trãi tại Sài Gòn làm lính kiểng. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên khốn kiếp Dương Văn Minh được đưa lên làm tổng thống miền Nam để ra lệnh cho binh sĩ miền Nam buông súng đầu hàng tụi Cộng sản Hà Nội. Tan hàng rồi, các sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đi tù, đi vào những cái trại mà tụi Việt Cộng gọi là trại cải tạo. Lúc đó, tuy không còn là lính chiến, nhưng vẫn là đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên tôi cũng phải vào tù. Là nhà giáo, đáng lẽ tôi chỉ bị tù có 3 năm thôi, nhưng trong một lần tự kiểm, tôi đã khai ra là tôi đã từng làm quản lý quán cơm sinh viên, kiêm đại diện sinh viên trong Đại học Xá Minh Mạng, số 230 Minh Mạng, quận 5, Sài Gòn, từ tháng 1 năm 1967. Do đó, tôi bị tù thêm 3 năm nữa, thành 6 năm tất cả. Tổng cộng là tôi đã bị tù cải tạo trong 6 năm. Qua bài Tưởng Như Còn Người Yêu, tôi sống lại những ngày tôi ở trong một trung đội, trong quận Lệ Trung, ngay sát tỉnh Pleiku. Từ đó, tôi thấy lại những ngày tôi đã sống trong quân ngũ từ năm 1963 tới năm 1966, cùng với những cuộc hành quân mà tôi được tham dự, cùng với những vất vả, gian truân của nó. Vào dịp 30 tháng 4 năm 2019 này, tôi đã được đọc bản ghi tên những y sĩ đã hy sinh, trong đó có tên của y sĩ trung úy Phạm Bá Lương và y sĩ trung úy Nguyễn Văn Nhất, làm tôi nhớ đến những ngày chúng tôi cùng ở trên quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hồi đó, pháo đội B, tiểu đoàn 5, pháo binh của tôi với pháo đội trưởng Khổng Năng Hạnh đóng ở đầu quận Bến Cát trên quốc lộ 14 từ Bình Dương lên. Pháo đội của tôi nằm bên trái con đường, thì bên kia là nơi bộ chỉ huy trung đoàn 7 bộ binh, mà trung đoàn trưởng là trung tá Nguyễn Văn Tư, nằm sát cái quốc lộ 14. Bên trái con đường, từ Bình Dương lên, là phòng ngủ của đại úy pháo đội trưởng pháo đội B, tiểu đoàn 5, và hai thiếu úy sĩ quan tiền sát pháo binh chúng tôi, thiếu úy Hòa và thiếu úy Khôi. Bên kia đường là phòng ngủ của trung úy y sĩ trung đoàn Phạm Bá Lương. Tôi và bác sĩ Lương là bạn học thời trung học. Chúng tôi cùng học Chu Văn An Hà Nội từ lớp đệ lục B1, niên khóa năm 1950-1951, đến Chu Văn An Sài Gòn, niên khóa năm 1955-1956, chúng tôi cùng học lớp đệ nhất B3, năm cuối của trung học. Lên đại học thì Phạm Bá Lương học y khoa, còn tôi thì học hành chẳng ra gì, để rồi bị động viên vào Thủ Đức. Đã gần 10 năm, chúng tôi không gặp nhau. Nay ở Bến Cát, chúng tôi mới gặp lại nhau trong một cuộc hành quân mà tôi làm sĩ quan liên lạc pháo binh cho Trung đoàn 7 bộ binh, bác sĩ Lương làm y sĩ trưởng của trung đoàn. Làm sĩ quan tiền sát hay sĩ quan liên lạc thì không có việc gì làm trong pháo đội, nên trong những ngày không hành quân, tôi thường sang phòng của bác sĩ Lương ngồi tán dóc. Một hôm, bác sĩ Lương hỏi xin tôi mấy miếng gỗ của những thùng đạn 105 ly sau khi đã lấy quả đạn ra. Tôi đồng ý và bảo Lương cho lính sang chỗ tôi mà lấy. Thế là hôm sau,
bác sĩ Lương cho tài xế lái chiếc xe Jeep cứu thương vào pháo đội tôi xin mấy tấm ván về. Khi chiếc xe cứu thương về rồi, ông trung sĩ khẩu đội trưởng Mo Amin mới phàn nàn với tôi là: "Sao thiếu úy lại cho chiếc xe cứu thương đó vào đây? Xui lắm đó." Lúc đó tôi mới giật mình, nhưng cũng cố vớt vát lại, nói rằng: "Không sao đâu, số tôi tốt lắm, không ngại gì cả." Trong các cuộc hành quân thì tôi và thiếu úy Hòa thay phiên nhau đi làm sĩ quan tiền sát hay sĩ quan liên lạc. Thế rồi, sau một lần hành quân, tôi dù về Sài Gòn. Vì kỳ hành quân tiếp thì đến phiên thiếu úy Hòa. Tôi thì ba gai thật, nhưng không bao giờ làm trở ngại các cuộc hành quân hết. Không có tôi thì vẫn còn sĩ quan khác đi làm sĩ quan tiền sát hoặc sĩ quan liên lạc. Bao giờ tôi cũng có mặt khi cần. Lần này thì khác, tôi mới về nhà ở 214 Võ Duy Nguy gần rạp Cine Văn Cầm Phú Nhuận được 2 hôm thì có xe từ tiểu đoàn tới nhà tìm tôi. Nhưng lúc đó tôi không có nhà, nên chỉ được nhắn lại là phải lên tiểu đoàn ở Phú Lợi. Để lên bến cát gấp, thiếu úy Hòa đã chết. Thì ra, khi tôi dù về Sài Gòn, thì trung đoàn 7 của Trung tá Tư đã mở một cuộc hành quân và pháo binh phải cử thiếu úy Hòa đi làm sĩ quan liên lạc theo trung đoàn lên Bầu Bàng. Trong một đêm ở Bầu Bàng 2, bộ chỉ huy của trung đoàn đã bị lọt vào ổ phục kích của Việt Cộng, nên trung úy y sĩ Phạm Bá Lương và thiếu úy Hòa đã bị tụi Việt Cộng bắn chết. Trong trận này, Trung tá Tư lại thoát khỏi tay tụi Việt Cộng, vì Trung tá Tư nhà ta nói rằng Trung tá đã leo lên một cái cây nào đó để trốn. Nhân đây, tôi xin kể về một chuyện nói về số mạng. Pháo đội D tiểu đoàn 5 của tôi nằm sát với sân bay trực thăng, nên tôi thường ra đó tán dóc với trung sĩ Mỹ trông coi sân bay. Anh trung sĩ da đen này cũng bị động viên như tôi, rồi chúng tôi thân nhau, và khi nào muốn về Sài Gòn, đúng ra là về Bình Dương, là tôi xin anh ta một chỗ trên chuyến trực thăng tới. Năm 1964 đó, nếu không có mở đường, thì quân nhân chúng tôi chỉ có một phương tiện là trực thăng để đi từ Bình Dương lên Bến Cát và ngược lại. Hôm tôi dù về Sài Gòn, bạn Lương của tôi cũng muốn dù như tôi, nên đã bảo tôi xin anh bạn trung sĩ coi sân bay dành cho một chỗ. Anh ta đã bằng lòng. Nhưng khi có chiếc trực thăng tới, bác sĩ Lương lại nói rằng Trung tá Tư không có mặt ở đây, nếu tớ đi thì khi ông ta về, ông ta chịu cho. Thôi cậu đi đi, tớ không đi. Thành ra hôm đó, Lương ở lại để dự cuộc hành quân lên Bầu Bàng 2 và đã bị chết ở đó. Nếu Lương đi với tôi hôm đó, thì sau đó sẽ bị phạt nặng, nhưng không chết. Trong trận Bầu Bàng 2 đó, tôi mất 2 người bạn là thiếu úy Hòa và bác sĩ Lương. Nhận được lệnh phải lên Phú Lợi, tôi vội lên đó ngay với bộ đồ của lính dù. Chúng tôi được phát quần áo của lính dù, của lính thủy quân lục chiến để mặc khi đi làm sĩ quan tiền sát hay làm sĩ quan liên lạc pháo binh với những binh chủng trên. Trước khi lên Bình Dương để vào Phú Lợi, tôi định ghé vào Tổng Y viện Cộng Hòa để chào bạn Lương của tôi lần chót, nhưng rồi tôi lại không tới chào vì không biết rằng những người ngồi quanh quan tài kia có phải là gia đình của bác sĩ Lương hay không. Tôi phân vân như vậy vì tôi không thấy bạn Phạm Bá Đường, anh của Lương mà cũng là bạn của tôi nữa. Đi qua đám tang, tôi ra xe đi Bình Dương, rồi vào Phú Lợi, vào tiểu đoàn 5 pháo binh. Từ tiểu đoàn 5 pháo binh này, tôi được một trung úy mà tôi đã quên mất tên đưa tôi ra sân bay. Tới sân bay, tôi đã thấy có một trung úy đã cũng đang đứng chờ. Trung úy này cao ráo, trông khá đẹp trai, nhưng có vẻ hơi buồn. Lên tới Bến Cát, vào phòng ngủ của mình, mới thấy là chỉ còn một cái giường của thiếu úy Hòa đã được dẹp đi rồi. Từ trước, 2 đứa chúng tôi cùng chung một phòng. Lúc đó, tôi mới thấy rằng chiếc xe cứu thương đi vào pháo đội là xui thật. Mấy ông trung sĩ của tôi cũng không nhắc lại việc đó với tôi nữa, nhưng nếu họ có phàn nàn với tôi, thì tôi cũng sẽ cho họ biết rằng đó chỉ là cái điềm báo trước rằng pháo đội mình sẽ bị xui, chứ không phải là cái việc
xe cứu thương vào mới làm cho pháo đội xui. Cái xe đó không vào thì pháo đội mình vẫn mất thiếu úy Hòa như thường. Sau này lên tới quận Dầu Tiếng, tôi mới biết rằng trung úy đứng chờ trực thăng với mình hôm trước là trung úy y sĩ Nguyễn Văn Nhất, lên thay trung úy y sĩ Phạm Bá Lương. Lên tới bến cát được một hay hai ngày, trung đoàn 7 của trung tá Nguyễn Văn Tư mở cuộc hành quân lên Dầu Tiếng, bắt đầu từ Trơn Thành. Trong cuộc hành quân này, tôi, thiếu úy Khôi, sĩ quan khóa 14 pháo binh, lại được chỉ định làm sĩ quan tiền sát pháo binh cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, với tiểu đoàn trưởng là đại úy Luông. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 này sẽ là tiểu đoàn đi đầu, đi mở đường vào Dầu Tiếng. Trong khi đó, thì thiếu úy Vũ Đình Kỳ là sĩ quan đàn em, khóa 15 pháo binh hay 16 pháo binh, lại được đại úy Võ Văn Sáng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 51 pháo binh của tôi, cử làm sĩ quan liên lạc bên cạnh trung tá Tư. Trên đường vào Dầu Tiếng, trong đêm đầu hay đêm thứ hai, một toán Việt Cộng chạy qua nơi mà bộ chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 chúng tôi tạm nghỉ qua đêm, gần nơi tạm nghỉ của bộ chỉ huy trung đoàn. Chúng chạm phải mìn chiếu sáng, tiểu đoàn chúng tôi có bắn ra, nhưng chúng không bắn trả mà đi luôn. Thế là chúng tôi biết rằng mục tiêu của chúng là bộ chỉ huy trung đoàn. Tôi báo ngay cho thiếu úy Kỳ là tụi Việt Cộng muốn tấn công các bạn đó. Bạn phải nói với đại úy Thái là cho 4 khẩu 105 ly, sẵn sàng trực xạ đi. Pháo đội B của tôi, mà pháo đội trưởng là đại úy Nguyễn Văn Thái, cũng đi cùng với trung đoàn 7 này lên Dầu Tiếng. Ít phút sau, quả là có tiếng trực xạ nơi bộ chỉ huy trung đoàn. Trận chiến chỉ chừng nửa giờ thôi, với sự chống trả của quân ta, tụi Việt Cộng phải rút, nhưng cũng làm cho thiếu úy Kỳ sợ hết hồn. Rồi không biết tại sao, tiểu đoàn 5 pháo binh lại đưa đại úy Giỏi, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 pháo binh vào thay thiếu úy Kỳ, và thiếu úy Kỳ được đưa sang mặt trận khác. Mấy tên lính trong toán tiền sát của tôi nghe tôi cho biết như vậy nên đã nói với tôi rằng thiếu úy Kỳ lại chạy cho mà xem. Tối hôm sau, chúng tôi lại nghe thấy tiếng thiếu úy Kỳ quýnh quáng gửi điện văn xin bắn trên máy. Trước hôm vào quận, đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 có nói với các sĩ quan trong tiểu đoàn rằng tụi mình sẽ có một cái may lớn lắm. Chúng tôi có nói lại rằng vào trong quận, chúng ta được nghỉ là may rồi còn gì. Đại úy Luông bảo rằng không phải, việc tiểu đoàn được nghỉ đã được ghi sẵn trong dự lệnh hành quân rồi. Cái may này là cái may lớn lắm. Mỗi khi ta nằm mơ thấy được như vậy là tao sẽ có một cái may lớn lắm, chứ không phải là cái may được nghỉ đâu. Vào tới Dầu Tiếng rồi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 chúng tôi được nghỉ lại trong quận vì tiểu đoàn là tiểu đoàn đi mở đường từ Trơn Thành tới quận Dầu Tiếng này như đã được ghi trong dự lệnh hành quân. Thế rồi, sau khi nghỉ trong quận một đêm, trung đoàn tiếp tục cuộc hành quân tiến vào làng 13, để rồi cả trung đoàn bị phục kích trong làng đó. Trong trận này, toàn bộ các sĩ quan trong bộ chỉ huy trung đoàn đều bị giết. Trung tá Nguyễn Văn Tư, trung đoàn trưởng, trung đoàn phó sĩ quan ban 2, ban 3, trung úy y sĩ Nguyễn Văn Nhất, đại úy Giỏi sĩ quan liên lạc pháo binh và nhiều sĩ quan của các tiểu đoàn khác trong trung đoàn. Thế là tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 chúng tôi lại phải sẵn sàng lên đường. Lúc đó, đại úy Luông mới nói với chúng tôi rằng, đây mới là cái may lớn mà tao được báo trước đấy. Nếu không có cái may mắn, thì tôi là sĩ quan đàn anh của thiếu úy Kỳ, phải là sĩ quan liên lạc pháo binh bên cạnh trung tá Tư, sẽ không có vụ xin xỏ để đại úy Giỏi vào thay, và dĩ nhiên là tôi phải có mặt bên cạnh trung tá Tư để cùng bị Việt Cộng giết chứ. Biến cố đó đã làm cho khoảng 800 quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị chết, lý do là có nội tuyến. Tên nội tuyến này lại là tên trung sĩ trong ban truyền tin của sư đoàn. Bởi thế, bao nhiêu lệnh lạc gì của sư đoàn hay trung đoàn đều bị tụi Việt Cộng biết trước hết. Là lính chiến, tôi may mắn là chưa có vợ, nên không phải tìm cách nịnh nọt ai cả, chẳng bao giờ sợ có người phải ca bản ngày mai đi nhận xác chồng.
Nhưng đã là lính thì dù không là lính chiến, cũng vẫn phải gặp những hậu quả dành cho lính. Sau khi hết hạn 4 năm bị động viên, tôi được giải ngũ vào cuối tháng 6 năm 1966. Biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 khiến miền Nam phải tổng động viên, và vào tháng 8 năm 1968, tôi lại phải mặc quần áo lính một lần nữa. Có điều là lần này tôi không còn là lính chiến nữa mà là lính kiểm. Tôi đã được biệt phái ngoại ngạch về Bộ Giáo dục để được đưa về trường Trung học Nguyễn Trãi bên Khánh Hội, quận 4 Sài Gòn, làm giám thị kiêm tư nhân dạy giờ. Kiên chí rằng sẽ không ai phải ngày mai đi nhận xác mình nữa, nên tôi đã lập gia đình vào năm 1969. Tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bạn Mỹ dâng miền Nam Việt Nam cho Trung Quốc. Tụi Trung Cộng này đã để mặc cho tụi Việt Cộng từ Bắc vào chiếm miền Nam Việt Nam. Thế là tụi Việt Cộng miền Bắc ào vô chiếm miền Nam, và chúng bắt các sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam phải trình diện đi tù, đi vào những cái mà chúng kêu là trại cải tạo. Tù cải tạo thì ít nhất là một năm, cho tới bao lâu thì chẳng ai biết cả. Tôi là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên tôi phải đi tù thôi. Tôi thì chỉ bị tù có 6 năm thôi, nhưng có người, bà vợ phải nuôi tới 17 năm. Nếu khi còn là lính chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa miền Nam, thì người vợ lính có phải đi nhận xác chồng thì dĩ nhiên là rất đau khổ, nhưng còn nhận được một số tiền tử tuất rồi vài năm sau, thời gian cũng làm cho các bà quả phụ nguôi dần. Nhưng khi chúng tôi bị đi tù cải tạo thì khác. Cái khác đầu tiên là người chồng chưa chết, chỉ bị đi tù thôi. Cái khác thứ hai là thăm nuôi. Lúc đầu, khi tụi Việt Cộng mới chiếm miền Nam, thì gạo hãy còn đầy trong các kho của quân đội, cũng như của Tổng cục Tiếp tế trong toàn miền Nam, nên chúng lấy ra nuôi các tù cải tạo chúng tôi. Nhưng chỉ một năm sau, phần thì chúng vơ vét mọi thứ mang về Bắc, phần thì theo quốc sách của chúng, chúng bắt các bà vợ của tù nhân phải đi nuôi những người chồng của họ đang bị tù. Do đó, dân chúng miền Nam mới biết đến hai chữ thăm, nuôi. Chồng tử trận thì rất đau khổ, sau đó còn phải nuôi con nữa, nhưng còn có tiền tử tuất, và chính quyền miền Nam luôn luôn có cách hữu hiệu để giúp những bà quả phụ này. Vả lại, trong thời của Việt Nam Cộng Hòa thì kiếm sống rất dễ. Bây giờ đúng là đổi đời. Những bà vợ tù cải tạo tuy không đau cái đau của người đi nhận xác chồng, nhưng lại đau cái đau của những người mới bước vào đời để tìm cách kiếm sống, kiếm cách nuôi chồng, nuôi con trong một thời gian vô hạn định. Trong những cái đau khổ thì cái đau khổ của mấy bà vợ đi nhận xác chồng thì rất là lớn, vì họ vĩnh viễn mất chồng. Trong khi đó, những bà vợ của những tù cải tạo thì chưa mất chồng, nhưng phải gian khổ nuôi chồng, nuôi con trong một xã hội nghèo đói, đầy dẫy những bất công trong một thời gian gần như vô tận. Trong những hoàn cảnh này, ai khốn khổ hơn ai? Tôi chỉ bị tù có 6 năm thôi, mà khi tôi được tha về, những gì bà vợ tôi còn giữ lại được chỉ là cái xác nhà. Bà vợ tôi phải giữ lắm mới khiến tụi nó không chiếm được cái nhà của chúng tôi. Vì phải lo buôn bán, kiếm tiền nuôi gia đình, gồm cả tôi trong tù, vợ tôi cùng 3 đứa con, thằng con lớn nhất mới có 5 tuổi, thằng thứ hai mới được 3 tuổi, và con bé út thì mới có mấy tháng. Phải dời nhà để sang nhà bố mẹ tôi ở bên Võ Duy Nguy, Phú Nhuận, gần rạp Cine Văn Cầm, nhờ ông bà coi các cháu để đi buôn đi bán. Tụi Việt Cộng thấy nhà tôi bỏ trống nên chúng tới khóa cổng nhà tôi lại. Một cô học trò của tôi ở gần đó thấy thế mới chạy sang báo cho vợ tôi biết. Thế là bà vợ tôi tức tốc chạy về, mượn ai đó cái kềm, cắt cái khóa xích khóa cổng đó đi. Tụi Việt Cộng trong phường tới, tính nạt nộ nhà tôi. Chúng hỏi, ai cho chị cắt cái khóa này vậy? Bà vợ tôi hỏi lại, tại sao các anh lại khóa cái cổng nhà tôi lại? Nhà chị đi vượt biên nên phường tới lấy. Ai nói là tôi đi vượt biên? Tôi chỉ tạm sang ở bên bố mẹ chồng tôi để tiện việc buôn bán, chứ có bỏ cái nhà này đâu mà các anh định lấy. Thế là chúng mới không lấy được cái nhà của tôi. Lúc tôi về, chúng tôi chỉ còn lại căn nhà trống, tivi, tủ lạnh
bộ salon và cái xe Honda của tôi ngày xưa dùng để đi làm, đi dạy học bên trường công Nguyễn Trãi, cũng như bên những trường tư như trường Nguyễn Bá Tòng trên đường Bùi Thị Xuân, trường Đắc Lộ trên đường Lê Văn Duyệt, xế cổng chạy dù Hoàng Hoa Thám, đã được lần lượt ra đi để lấy tiền thăm nuôi tôi. Tôi chỉ bị tù có 6 năm mà còn như vậy. Gia đình của các vị khác, họ bị tù lâu hơn tôi thì còn thê thảm thế nào. Chưa kể đến gia đình của những vị đã bị chết trong trại cải tạo, như gia đình đại tá Nguyễn Văn Của, cùng những gia đình khác mà tôi không biết. Kể lại những chuyện này không phải là để bày tỏ lòng căm hờn, thù ghét tụi Việt Cộng, mà đơn thuần là chỉ để mai này các con, các cháu tôi nhớ lại những biến cố đã xảy ra cho tôi. Qua những chuyện tôi kể trên, những người là lính chiến như tôi phải tin vào số mạng, sống, chết đều có số, và có nhiều dấu hiệu báo cho mình biết trước những điều may cũng như rủi, như cái may mắn của anh em trong tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 mà đại úy tiểu đoàn trưởng được báo trước, hoặc cái xe jeep cứu thương vào pháo đội B của tôi trên bến cát đã báo trước cái không may của pháo đội là thiếu úy Hòa sẽ bị tử trận ngay trước khi gia đình tôi được rời Việt Nam sang Mỹ. Cây mai trong vườn nhà tôi đã nở đẹp 2 lần để báo trước cái may của gia đình chúng tôi. Một lần trước Tết báo cho chúng tôi biết là chúng tôi sẽ nhận được cái thư giới thiệu của tòa đại sứ Mỹ đến Thái Lan. Có cái thư giới thiệu thì sở dịch vụ xuất nhập cảnh ở đường Nguyễn Trãi mới nhận tiền làm hồ sơ xin xuất cảnh. Lần thứ hai, gần Tết, báo cho biết là gia đình tôi sắp được phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Tôi không đưa hình cây mai nở 2 lần ra đây vì không giữ được nên không có gì làm chứng cho những thời gian đó được, dù đó là sự thật. Tôi sinh ngày 28 tháng 1 năm 1935, tới nay tôi đã 84 tuổi rồi, tôi cũng sắp ra đi thôi. Xin tạm ngừng ở đây, San Francisco, thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Văn Khôi.